Xin chào các bạn, thì video này tiếp tới chúng ta tiếp tục làm bài tập về tạo vùng chọn ha. Thì video trước thì chúng ta đã làm bài tập về cái việc là đơn giản là ghép trái cây rồi ha. Video này chúng ta cũng làm một số bài tập đơn giản thôi ha, không khó gì. Thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là sử dụng cái cắt hình cái con chim này ra, chim ruồi hay gì đấy ha, cắt ra đây, ghép vào trong cái ảnh nền là cái hoa hướng dương, thấy chưa? Rồi ta ghép hai cái đó thành một cái tấm ảnh kết quả đây, thấy chưa? Chim ruồi với cái hoa hướng dương. Rồi ta làm ha. Đầu tiên ta mở phần mềm Photoshop lên. Đây là những bài tập rất là cơ bản ha, thì nhanh hay chậm tùy thuộc vào cái máy của bạn có hình mạnh yếu thôi. Rồi bạn nhấn chữ open nè ha, rồi chọn đường dẫn đến cái file ảnh của chúng ta. Đây là cái file này đây ha, và cái file ảnh này đây. Rồi ta chọn hai này, ta nhấn open. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện chọn bên cái hình bên cái con chim ruồi ha. Phóng to lên thì bạn giữ phím on, lăn chuột về phía trước để phóng to. Rồi ta sẽ tách hình cái con chim ruồi ra khỏi cái ảnh. Thì đầu tiên các bạn tập cái cách phân tích nè ha. Cái ảnh có hình con chim ruồi này á, thì nó dễ là do cái phần nền ở ngoài nó đã tiệp màu ha, nó tiệp màu với nhau. Còn cái phần ảnh của con chim ruồi này á, thì nó đồng nhất ha, nó đồng nhất, nó sẽ có sự khác biệt với cái phần ảnh ngoài. Thì ta sử dụng nhanh nhất là ta sẽ sử dụng cái công cụ là Quick Selection ha, công cụ này đây. Rồi ta sẽ chọn nhanh cái công cụ này đây. Rồi ta sẽ chọn cái con chim ruồi. Thì bạn có thể tùy chỉnh cái nét cọ để cho nó lớn nhỏ tùy các bạn ha. Nhấn cái phím mở ngoặc vuông hoặc là đóng ngoặc vuông á, để chúng ta tăng giảm cái nét cọ ha, nét cọ cái con chuột chúng ta nè. Rồi giả sử như kích thước này vừa đủ lít chuột trái, thấy chưa? Tô rê đến trên cái thân hình của con chim này, thấy chưa? Rê tới đâu thì tôi đang giữ chuột trái ha, tôi đang giữ chuột trái không buông, và tôi rê tới đâu thì dùng chọn nó sẽ chọn những cái màu có tính chất tương đồng thì nó sẽ chọn, thấy chưa? Rất là nhanh. Rồi đó, thấy chưa? Rồi thì tới phần này á, thì tới cái phần mỏ này chúng ta chọn không được ha, chúng ta chọn tới cái phần mỏ cái nó dính luôn cái phần ở viền ngoài luôn nè, bạn thấy chưa? Nó dính luôn cái phần rìa ngoài của tấm ảnh chúng ta luôn. Rồi thì để thực hiện bỏ cái phần mà phần chọn mà ở phía viền ngoài mà không mong muốn á, thì các bạn giữ phím on cho tôi ha, giữ phím trong cái phần phím tắt thì tôi cũng đã nói rồi á, các bạn giữ phím shift để cộng thêm vùng chọn, giữ phím on để trừ vùng chọn nè. Khi tôi nhấn phím on thì bạn nhìn cái con chuột, con tại vị trí con chó chuột tôi nè, bạn thấy chưa, dấu cộng nó sẽ biến thành dấu trừ, thấy chưa? Dấu trừ nghĩa là chúng ta sẽ trừ vùng chọn. Rồi tôi sẽ lít chuột trái ha, tay trái tôi giữ phím on, còn tay phải thì tôi đang lít chuột trái và tôi rê tới những cái vị trí nào đó tôi muốn bỏ vùng chọn. Thì mặc định tôi cũng đang sử dụng cái công cụ Quick Selection Tool ha. Bạn đang sử dụng bất kỳ công cụ nào, khi bạn nhấn phím on thì nó sẽ chọn ngược cái vùng chọn. Rồi bạn thấy chưa, tôi đã chọn xong cái hình con chim đó, nhưng mà bạn xem, tôi sẽ phóng lớn cho bạn xem, thì có một số chi tiết chúng ta chọn chưa được chính xác ha. Bạn thấy nè, thấy chưa, nó cái phần rìa chúng ta chưa chọn chưa chính xác đây, cái phần mỏ con chim này chúng ta chọn chưa chính xác đây, thấy chưa, cái phần cánh này chúng ta chọn chưa chính xác. Thì làm sao, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là kết hợp cùng một lúc nhiều cái công cụ tạo vùng chọn ha. Giả sử giờ chúng ta đã vừa chọn xong cái công cụ Quick Selection Tool đây, thì chúng ta sẽ kết hợp thêm cái công cụ khác để tạo vùng chọn nữa cho nó đầy đủ. Thì trường hợp này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thêm cái công cụ Polygon Node này ha, công cụ nào cũng được ha. Rồi sẽ tôi chọn công cụ Polygon Node này cho đơn giản cho các bạn. Rồi thì trước đầu tiên thì chúng ta cần cộng vùng chọn nè. Trường hợp các bạn muốn cộng vùng chọn thì bạn giữ phím tay trái như phím shift, thấy chưa? Bạn lưu ý là khi tôi giữ phím shift thì cái công cụ chọn bạn nó sẽ hiện cái dấu, nó dấu cộng, thấy chưa? Hoặc là bạn chọn trên đây cũng được nè, thấy chưa? Cái này thì tôi đã hướng dẫn trong cái phần lý thuyết rồi, là cái add to selection là cộng vùng chọn đây, đích đây là cộng vùng chọn, còn đây là subtract from selection, nghĩa là trừ khỏi vùng chọn, thấy chưa? Rồi thì cái này chính là phím shift, còn cái bên đây chính là phím on ha, khi chúng ta giữ phím nóng á ha, phím tắt á. Rồi giờ chúng ta sẽ giả sử giờ tôi muốn giữ phím shift, tôi cộng thêm cái phần này thì tôi lít như thế này, thấy chưa? Tôi lít, rồi tôi lít, sau đó tôi quay lại cái vị trí ban đầu, thấy chưa? Tôi đã vừa thực hiện cộng thêm cái vùng chọn rìa ngoài đó. Bạn muốn cộng thì bạn cứ tay trái giữ phím shift rồi bạn cộng thôi,
cộng vô những cái phần nào mà nó còn thiếu, thấy chưa, gọi là thiếu. Rồi cứ tiếp tục đó, thu nhỏ lại thì giữ phím on để lăn con chuột để thu nhỏ lại. Chúng ta đi di chuyển đến cái phần dùng chọn nào nó bị sai sót ha, giả sử cái cánh ở đây nó thiếu thì ta giữ phím shift ha, giữ phím shift để cộng thêm cái phần còn rìa ngoài của cái cánh chim còn thiếu nè, đó thấy chưa. Rồi quay lại vị trí ban đầu đó, lít, hoặc bạn cũng có thể là lít đôi chuột trái ha, để thực hiện cái việc đóng cái việc mà tạo vùng chọn của cái công cụ polygon này ha. Rồi tiếp tục tới cái phần mỏ chim này, thấy chưa, thì trường hợp này nó sẽ bị gì, bị dư cái vùng chọn nè, cái phần trắng này rìa này đang dư vùng chọn thì cộng thì giữ phím shift, còn dư vùng chọn muốn trừ bớt vùng chọn thì bạn giữ phím on ha. Nè, khi tôi nhấn phím on thì bạn nhìn cái tại vị trí chỗ chuột tôi nó sẽ biến dấu cộng thành dấu trừ này, thấy chưa, nó dấu trừ rồi ha. Giờ tôi sẽ chọn, tôi sẽ tạo cái vùng chọn này, đây chính là cái phần nó sẽ bị bỏ đi nè, thấy chưa, đó. Rồi thì bạn có thể quay về trí bắt đầu hoặc là bạn lít đôi chuột trái luôn thì nó sẽ làm ra một cái vùng khép kín ha, nó bỏ cái vùng chọn rồi ha. Tôi làm lại thêm lần nữa, rồi tôi lít chọn đây, tay trái tôi đang giữ phím on ha, đây tôi tạo như thế này đó. Rồi tôi quay ra ngoài đây, vị trí đây thì tôi không cần di chuyển đến vị trí bắt đầu mà tôi lít đôi chuột trái thì nó cũng sẽ tạo ra một cái vùng dùng kính ha, nó dùng chọn kính mà chúng ta vừa bỏ, thấy chưa. Tôi đã thực hiện nhanh cái thao tác là bỏ cái vùng chọn như một con mỏ con chim. Rồi sau nữa chúng ta đã xong cái phần mà cái vùng chọn của con chim rồi thì ta thực hiện cái việc là copy thôi ha, ta thực hiện cái việc là tạo một cái layer mới, lớp mới cho cái con chim này qua bên cái file qua này, thấy chưa. Thì làm sao thì bạn thực hiện như thế này ha, giả sử như giờ bạn lít chuột phải, bạn chọn cái gì, bạn chọn cái bình thường thì nếu cùng một file thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc là layer via copy, phím tắt là control cầm cái chữ G đó. Còn trường hợp này nó nằm ở một cái file mới thì làm sao, thì cũng đơn giản thôi, bạn lít chuột phải, bạn chọn cho tôi chữ new layer nè, thấy chưa, chọn new layer. Rồi sao nữa, rồi giả sử bây giờ các bạn thôi nhấn Ctrl C đi ha, Ctrl C là layer via copy đi ha. Rồi chúng ta làm từ từ đi, layer via copy đến đây, hoặc là phím tắt Ctrl C cũng được. Rồi bạn thấy chưa, tôi đã tạo được tách riêng cái phần con chim ra rồi ha. Rồi sao nữa, thật thì cái chỗ này thì có nhiều cách nè, các bạn thấy chọn layer này ha, chọn layer này các bạn thấy nhấn Ctrl A thì sau đó bạn nhấn Ctrl C qua bên cái file bạn mong muốn, là bạn nhấn Ctrl V, thấy chưa. Đó là cái phím chúng ta làm thao tác nhanh đó, giống như là lệnh cắt copy dán của bên phần mềm Word với phần Office á, Microsoft Office Word á. Rồi tôi Ctrl Z để tôi quay lại đi, đó là một cách ha. Hoặc cách thứ hai bạn có thể làm như thế này, bạn nhấc chuột phải lên cái layer, bạn chọn cái chữ duplicate layer, nhân đôi layer đó ha. Nhưng mà tại vị trí document này chúng ta không để đúng cái file chim, mà chúng ta sẽ đổi chọn cái nơi lưu là cái nơi đến của cái file layer này là cái qua ha, là file qua này, đây. Rồi cái này là cái còn trên đây là cái cách chúng ta đặt tên thôi ha. Ok. Rồi bạn sẽ thấy là bên qua bên cái file Photoshop file qua nè ha, sẽ có một cái layer mới vừa chèn vào file hình con chim này, thấy chưa. Đó là hai cái cách, cách nào cũng được. Hoặc bạn có thể có nhiều bạn thực hiện bằng cách là các bạn click vào cái, bạn chọn công cụ move nè ha, bạn chọn cái file này bạn drag qua bên cái file kia cũng được, thấy chưa. Sao tại vị trí này bạn buông trái ra cũng được, đó thấy chưa. Có rất là nhiều cách, làm cách nào cũng được để di chuyển một file này qua một file kia, rồi một layer này qua một layer kia chứ. Rồi sau đó thực hiện các bạn lật ngược con chim thôi, chọn trường hợp nó chưa có đánh dấu thì chọn này nè, thấy chưa. Đó thì bạn phải chọn đúng cái layer đó, bạn nhấn chữ control còn như chữ T, thấy chưa. Đó tôi nhớ lại ha, trường hợp mà các bạn sẽ thấy là cái do chúng ta chưa có đánh dấu chắc vào cái chỗ này đây, show change from control ha, là khi bạn chọn công cụ move di chuyển đó thì nó không có hiện lên 8 cái dòng ô vuông bao quanh cái con chim này, thấy chưa. Thì bạn phải đánh dấu chắc vô đây thì nó mới xuất hiện. Bảy bạn có thể thực hiện cái lệnh là phóng to lớn hay là thu nhỏ chuyển đổi gì đó, hoặc là bạn có thể nhấn phím tắt như thế này, bạn giữ con chim đây, bạn nhấn control T ha, control T đây, thấy chưa, thì ta mới có thực hiện cái việc là phóng to thu nhỏ hay xây hay là nghiêng gì đó con chim này. Rồi trường hợp này ta muốn lật qua bên trái ha, lật ngang đây, horizontal, thấy chưa, rất là dễ. Rồi enter cái kết thúc cái việc transform.
Con chim này cũng vậy ha, ta chọn nó và nó control con chữ T, tích chuột phải cho nó lật ngang lật dọc gì đó tùy chúng ta, thu nhỏ lớn gì đó tùy chúng ta ha. Đó rồi, enter kết thúc. Thôi thu nhỏ màn hình lại cho các bạn xem. Thì do tôi đang bật tính năng là auto select nè ha, nên tôi tùy chọn cái hình đối tượng nào trên laser nào cũng được ha. Do trường hợp này tôi ít có laser, còn trường hợp mà các bạn nhiều laser thì bạn không nên bật tính năng này ha, auto select nào bỏ tính năng này, để chúng ta phải bắt buộc phải chọn đúng cái laser đó chúng ta mới có thể thao tác được ha, thao tác được trên những cái đối tượng trên laser đó. Còn trường hợp này tôi bật tính năng auto select thì tôi chọn bất kỳ đều được hết, thấy chưa? Đó, chúng ta phải biết ứng dụng tùy trường hợp mà chúng ta sử dụng. Rồi xong ha, chúng ta đã làm xong cái bài tập này rồi, rất là dễ, thấy chưa? Đó rồi, tiếp tục tôi tắt đi, tôi không có sale, tôi tắt đây, no là không sale đó ha. Ta coi cái bài tập chúng ta đã làm tới gì rồi. Rồi chúng ta sẽ tới một cái bài tập đề, chúng ta sẽ cho một cái quả kim khí cầu như thế này và một cái hình nền như thế này, thấy chưa? Nhiệm vụ chúng ta là làm sao mà cho ra được tấm ảnh như thế này, rất là đơn giản đúng không? Chúng ta chỉ việc là ghép cái quả kim khí cầu vô cái nền này thôi. Rồi thì đầu tiên thì open đây, mở cái kim khí cầu này lên ha. Rồi tiếp tục tâm open để tôi mở lên cái hình nền cho chúng ta, thấy chưa? Rồi làm sao nữa thì trường hợp này á, thì giả sử như chúng ta lôi như thế này. Rồi đầu tiên là chúng ta tạo vùng chọn cái kim khí cầu đi, thì bạn thấy ở phía ngoài nó có cái màu đồng nhất, nó dễ nè. Chúng ta có thể sử dụng công cụ Quick Selection Tool cũng được. Thì còn bạn sử dụng công cụ này thì bạn sẽ chọn cái quả kim khí cầu ha. Công cụ Quick Selection Tool thì bạn sẽ chọn cái kim khí cầu nè. Tôi làm nhanh cho các bạn xem, thấy chưa? Rồi sau đó tôi phóng to lên, tôi chọn cái hình những người này, thấy chưa? Rồi đó là rất là nhanh ha. Thì đó là một cách. Cách thứ hai, chúng ta có, do ngoài nó có cái màu đồng nhất á, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ là Magic Control, thấy chưa? Magic Control là hay nói là gậy phù thủy đó ha. Rồi ta chọn cái rìa ở ngoài, thấy chưa? Chỉ cần chúng ta lít một cái ở ngoài thôi đó, thì những cái phần nào nó còn thiếu là bạn có thể giữ phím shift để bạn chọn lên, chọn thêm ha, thấy chưa? Thì toàn bộ chúng dùng chọn chúng ta đang là cái phần vùng ở ngoài ha, lưu ý vùng chọn chúng ta bây giờ đang là cái phần ngoài nè, chứ không phải là cái quả khinh khí cầu ha, những cái phần mà rìa ngoài tôi đang vẽ nè, thấy chưa? Đó rồi, do vậy chúng để thực hiện chọn cái vùng chọn là cái quả khinh khí cầu bên trong, thì chúng ta sẽ để chuột ở phần ngoài cái vùng chọn là ta nhấn cái phím là có hai cách ha. Một là bạn xích chuột phải, bạn chọn cho tôi cái chữ là cái chữ mà select invert nè, nghĩa là đảo ngược vùng chọn lại ha. Chúng ta đang chọn vùng chọn ở phía ngoài xanh, cái viền màu xanh đó, cái nền màu xanh lá cây đó, xanh dương đó, thì chúng ta đảo ngược vùng chọn là cái select invert sẽ đảo thành vùng chọn là cái quả khinh khí cầu, thấy chưa? Một cách. Cách thứ hai là nhấn control z để quay lại ha. Cách thứ hai thì bạn có thể là nhấn menu select nào, bạn chọn cái chữ invert này cũng được, thấy chưa? Bạn chọn cái chữ trong menu select, chọn chữ invert này cũng được nè, thấy chưa? Nó cũng ra. Rồi control z quay lại thì hoặc cũng sử dụng phím tắt là control shift y, thấy chưa? Shift control y nè, thấy chưa? Rồi tôi sẽ làm cho bạn xem, tôi nhấn phím tắt control shift y, đó là cái phím tắt. Sau đó tôi nhấn control z hoặc là nhấn chuột phải layer view copy. Rồi tôi đã lấy xong cái phần quả kim khí cầu, thấy chưa? Rất là nhanh. Rồi tôi sẽ thực hiện cái việc là nhấn chữ V để di chuyển ha. Tôi di chuyển cái quả kim khí cầu này qua bên kia, qua bên đây, thấy chưa? Ta nắm tôi leo lôi kéo thả rồi, rất là nhanh ha, đúng không? Thì lưu ý do cái phần này bạn cho thấy cái phần viền ở ngoài chúng ta có cái màu xanh, thấy chưa? Đó, cái viền ngoài chúng ta vô màu xanh nè. Thì do hồi nãy chúng ta cái phần mà tạo vùng chọn đó, chúng ta phải nên chọn feather. Feather là trong làm mềm biên đó ha. Tôi làm lại, tôi qua bên cái phần kim khí cầu đây. Tôi để lấy lại cái vùng chọn thì làm sao? Bạn giữ tay trái giữ nút control, sau đó bạn lít chuột trái vào cái hình này, thấy chưa? Chúng ta vừa thực hiện cái thao tác là load dùng chọn ha. Các bạn hay nghe nói người ta nói là load dùng chọn là lấy lại dùng chọn, thấy chưa? Ta làm lại ha. Ta bỏ chọn control D, tay trái giữ phím control, tay phải lít vào cái thumbnail này ha, cái hình này đây. Rồi chúng ta sẽ lấy lại dùng chọn. Và chúng ta sẽ chọn lại cái layer background này ha, chọn layer background này. Rồi sao nữa? Chúng ta sẽ thực hiện cái việc là feather cho nó mình làm mềm biên ha, lít chuột phải. Đây, dùng chọn này đây ha, bạn có thể chọn cái select đây nè, select modify, chọn cái feather
đây ha. Rồi chúng ta sẽ sử ta cho làm mềm biên cho nó không có cái viền màu xanh dương như hồi nãy ha. Sử ta cho đây là bao nhiêu? Ta cho đây là 1 đi. Ok. Rồi cho bao nhiêu thì tùy các bạn, bạn làm nhiều lần thì bạn sẽ quen cái thông số ha. Rồi sau đó, tôi sẽ thực hiện cái việc là Ctrl Z. Cái này là cái layer 2, là cái layer tôi vừa tạo nè. Layer 1 là cái layer tôi tạo trước ha. Rồi layer 2 đây. Tôi sẽ thực hiện cái việc lôi từ cái layer 2 nè, thấy chưa? Rồi tôi lôi cái layer 2 này qua bên cái file kia ha. Rồi bạn thấy chưa? Đó. Bây giờ tôi lôi cái layer 2 qua bên đây rồi. Rồi. Sau đó tôi sẽ nhấn Ctrl T để tôi thu nhỏ cái file hình lại. Giữ phím Shift để giữ tỷ lệ và giữ phím On để thu nhỏ về tâm. Rồi thấy chưa? Sau đó nhấn Enter. Xong. Cái hình chúng ta đã xong ha, rất là đơn giản thấy chưa? Rồi. Thì nãy giờ chúng ta làm tôi không share, tôi nhấn No ha, nhấn nút X này chúng ta thoát ra ngoài. No, rồi. Video này thì khá là đơn giản ha, cũng khá dài rồi. Để tôi qua thêm một cái video tạo vùng chọn nữa thì chúng ta làm một bài tập hơi lớn lớn tí ha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.